Hello xin chào mọi người, lại là Lê Bóng review phim đây. Hôm nay Bóng sẽ lên cho các bạn bộ phim siêu cực hay. Bộ phim xin phép được bắt đầu. Ngay khi nghe tin em gái của mình vừa bị bắt nạt, Vyjay đã trực tiếp xông thẳng vào lớp học chất vấn. Đứa nào vừa mới đánh em tao, nhưng có vẻ như không ai coi anh ra gì. Thậm chí một tên tóc xoăn trong lớp còn xem anh như một chú hề, cả đám cứ thế điên cuồng cười nhạo anh. Mau cút đi cái thằng hề kia! Nhìn gương mặt hả hê của bọn chúng, anh biết em gái mình đã bị ức hiếp rất lâu rồi. Lúc này, Vi không nói gì, chỉ lặng lặng rời khỏi lớp học, thấy vậy bọn chúng lại tiếp tục cười nhạo cô em gái. Nhưng còn chưa hớn hở được bao lâu thì Vi cầm ạc 47 bước vào xả đạn khiến cả đám sợ vãi cả Chu Bin ra quần, nãy thằng nào kêu tao là chú hề đâu nhỉ? Thanh niên tóc xoăn hoảng loạn vội giơ tay, "Em xin lỗi đại ca, em sẽ khai ra hết ạ." À. Tổng cộng có 4 người thường xuyên bắt nạt em gái của anh, thế bốn con xúc sinh đó giờ đang ở đâu? dạ hôm nay chúng không đi học ạ à. nghe xong Dây đành phải đưa em gái về trước nhưng trên đường về đột nhiên có mấy tên du côn xuất hiện ngay bên cửa xe một trong số chúng còn khoe mông trông rất kinh tởm thì ra bọn này chính là lũ xúc sinh ngày nào cũng bắt nạt em gái của Dây. sau khi xác nhận đúng là như vậy anh không nghĩ ngợi gì nhiều trực tiếp đánh lái khiến hai thằng rớt đài bay về tây thiên thỉnh kinh luôn tại chỗ thằng tiếp theo thấy vậy định bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi kết quả là hắn cũng nhanh chóng được đi đầu thai kiếp khác tuy nhiên hành động của Vijay đã khiến bố rất tức giận ông thẳng tay đánh thẳng con trai lên bờ xuống ruộng nhưng anh không hề phản kháng ngược lại còn chỉ trích bố là một kẻ vô lương tâm hóa ra ban bơ là tỷ phú giàu nhất đất nước ấn độ công việc thường ngày của ông bận đến nỗi con cái muốn gặp cũng phải xếp lịch trước một tháng Vijay trách bố rằng em gái joya bị bắt nạt mấy năm trời mà ông không hề hay biết là anh cả trong gia đình nên anh phải đòi lại công lý cho em gái nhưng không ngờ rằng trong mắt tỷ phú ban bơ thì thằng con trai duy nhất lại là tội phạm vô phương cứu chữa thế là hai người đã xảy ra một trận cãi vã lớn cũng vì vậy mà vj tức giận xếp hành lý bỏ nhà đi bụi trước khi đi bụi thì cô bạn gái mà vj quen đến gặp anh trong lúc buồn bã như này mà có người yêu bên cạnh thì đây đúng là người mà anh phải lấy vj dẫn em người yêu đến gặp bố mình vừa để chào hỏi và xin bố cưới cô ấy nhưng cái kết là bị chửi cho sấp mặt vậy là vj buồn bã dẫn cô người yêu lên máy bay xả chết vậy là đêm nay không biết anh có được xúc chín tấn than bỏ vào cái lò hư hỏng hay không thì xem tiếp nào quả đúng như vậy, cái lò đã cho anh xúc, đúng là vừa giàu vừa đẹp trai. Thì em nguyện dưng hiến cho anh cái ngàn vàng này. Từ đây Vi Dây đưa cô người yêu đi du ngoại tứ phương, họ yêu nhau một cách mãnh liệt. Vi Dây dẫn cô người yêu lên một đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Và thế là hai người đã tự tổ chức cho mình một hôn lễ đơn sơ, khẳng định tình yêu vĩnh cửu. Sau những ngày hạnh phúc bên nhau, cho đến 10 năm sau anh nhận được tin bố bị ám sát, dù gì cũng là máu mủ ruột thịt nên Vi Dây đã đưa con gái trở về nhưng không ngờ rằng khi anh muốn gặp bố lần cuối lại bị em rể varan ngăn lại có thể thấy sau khi anh bỏ nhà ra đi mọi việc trong gia đình đều được tên em rể này quyết hết vj vừa nhìn qua đã nhận ra hắn ta là một kẻ xấu nhưng anh không kích động mà lựa chọn bình tĩnh chờ đợi cơ hội được gặp bố quả nhiên ngay sau đó người chú đã xuất hiện kêu vj vào trong nhìn thấy người bố đã nhiều năm không gặp trên người chằng chịt vết đạn bắn trong lòng nam chính gợn sóng âm thầm thề sẽ xé nát kẻ nào dám động đến ông ấy Lúc này Ban Bơ hỏi sao VJ không trực tiếp vào đây mà phải thông qua người chú. Anh không nói gì mà chỉ nở một nụ cười để xác thực những nghi vấn của mình. Nan Chính đã nhờ ông chú nghe lén điện thoại của mọi người trong nhà và loại bỏ tất cả các vệ sĩ hiện tại bởi vì những người này chỉ nhìn tiền mà làm việc. Không bao giờ đỡ đạn cho chủ nhân vào thời điểm quan trọng. Sáng hôm sau VJ đến tập đoàn của bố anh. VJ chậm chậm bước lên bục để phát biểu. Xin chào mọi người tôi là VJ, con trai đích tôn của bố Ban Bơ. Mọi người vỗ tay lồng nhiệt chào đón anh với tài năng của một người lãnh đạo anh đã phát biểu ra những lời nói đanh thép đồng xu có hai mặt nhưng chúng có một mệnh giá con người có một khuôn mặt nhưng tại sao lại có hai lòng trên thực tế có những kẻ bao nhiêu lòng dạ bạn không thể biết được trong xã hội ngày nay con người ngày càng trụng những thứ giả tạo mà không thích sự thật kẻ biết làm không bằng kẻ biết nói kẻ biết nói không bằng kẻ biết giả bộ mọi lời anh nói ra đều được mọi người rất tán thành đúng là một thủ lĩnh thực sự <laughs> ngày hôm sau trong nhà đột nhiên xuất hiện rất nhiều người đàn ông đội khăn quấn trên đầu như điều khiến ban bơ nghi ngờ là những người này lại hành lễ với ông hóa ra tất cả bọn họ đều là anh em thân thiết của vj anh muốn dùng những người mà mình tin tưởng nhất để bảo vệ gia tộc nam chính nói với bố rằng nếu ai dám động vào một cọng tóc của ông vậy thì anh sẽ trở thành kẻ thù của cả thế giới mặc dù vj đã sắp xếp ổn thỏa nhưng tai nạn vẫn xảy ra hôm nay tỷ phú ban bơ có công việc phải ra ngoài đột nhiên từ trên cao nhảy xuống rất nhiều sát thủ đeo mặt nạ sau khi chặn đoàn xe chúng điên cuồng xả đạn về phía ông may mắn thay chiếc xe này có khả năng chống đạn cho dù đám sát thủ có bắn thế nào cũng không thể phá được tuy nhiên bọn chúng đã xác định hại người rồi thì phải hại cho đến cùng dùng lực kéo bay tấm kính chống đạn ra ngoài kỳ này thì hết cứu thật rồi tên đại ca trực tiếp nhảy lên nắp ca bô rồi cầm súng bắn ông tỷ phú thành tổ ong vào vẽ khi vi đến nơi thì muộn mất rồi ông ấy đã chính thức lên bàn thờ mất rồi nhưng khi lạ thay giờ phút này anh không hề tỏ ra đau buồn ngay hôm sau khi tất cả mọi người đến dự đám tang của tỷ phú ban bơ đột nhiên một gương mặt thân thuộc bỗng dưng xuất hiện điều không thể tin được là vị tỷ phú vừa phải nhặt cả rổ đạn kia vẫn đang bình an vô sự hóa ra tất cả đều là sự sắp xếp của vi vài ngày trước anh đã tìm được một người bị kết án tử hình giống bố mình anh đã trang điểm và cho đối phương học theo cử chỉ cũng như hành động của bố để dụ rắn ra khỏi hang không lâu ông chú tóc bạc đã nghe lén được kẻ đứng sau vụ ám sát thằng con rể varan gọi cho một kẻ nào đó và nói rằng tỷ phú ban bơ vẫn còn sống làm sao có thể như vậy chứ ông hạ nhầm người thế thân rồi vậy thì ông hãy xử lý vj còn tôi thì ở nhà hạ bố vợ quả nhiên đúng như những gì nam chính suy đoán thằng em rể của mình là kẻ phản bội tuy nhiên anh không nói chuyện này cho ai biết cũng giả vờ như chẳng có gì xảy ra cả sau đó bước đến chỗ em gái rồi ôm thật chặt Lúc này trong lòng anh tràn ngập sự áy náy nhưng lại không thể không ra tay bởi vì anh sắp tiễn chồng của em gái về nơi an nghỉ cuối cùng. Nói là làm, VJ trực tiếp dẫn theo 500 anh em cầm hàng nóng xông thẳng vào nhà hàng khiến thực khách sợ ướt hết cả quần. <laughs> anh không nổ súng thủ tiêu mà dùng tay siết cổ thằng em rể khốn nạn cho đến khi hắn không còn thở nữa thì thôi. Mặc dù đã xử lý xong kẻ phản bội nhưng VJ vẫn chưa giải tỏa được cơn giận này, anh muốn đối phương phải chịu cái cảnh mà hắn dám ra tay với bố mình. Đó là cầm sóc lọ bắn vào người, Varan hứng chọn liên tiếp 100 phát, kiểu này thì chắc chỉ còn mỗi đống thịt bầy nhầy mà thôi. Tưởng đã giải quyết xong xuôi tất cả vấn đề nhưng VJ vẫn còn để sót một kẻ cực kỳ nguy hiểm ở hiện trường, đó chính là đại ca Abra, một tên độc ác vô nhân tính cũng là người đã xả 300 viên đạn vào tỷ phú Ban Bơ. VJ vừa trở về khách sạn để thay đồ thì đột nhiên có một đám người xông vào. Hóa ra Abra dẫn theo đàn em đeo mặt nạ điên cuồng bắn người vô tội để buộc VJ phải xuất hiện. Nam chính còn chưa kịp đi đái thì bọn chúng đã tìm đến rồi, thằng cầm đầu dơ dìu lên thách thức. Nhưng VJ lại ngăn cản bạn mình nổ súng trước, anh cho rằng bắn những kẻ địch như vậy thì quá đơn giản. Thế là VJ lấy chiếc dìu trong hộp cứu hỏa ra rồi một mình đi đến phía trước nghênh chiến địch. Không ngờ hôm nay lại có nhiều thằng thích làm đám ma chung như vậy. Nói rồi VJ bắt đầu giải phóng con thú khát máu bên trong cơ thể ra, anh cầm dìu cứ chém phát nào là có mạng phát đó gặp thần hiếp thần gặp quỷ chảm quỷ thằng nào xông vào cũng đều được đóng gói gửi xuống âm phủ đại ca nó phải thế chứ gặp thằng nào là thằng đấy được vào khoa chỉnh hình luôn quả đúng là chiến thần đám sát thủ hoảng quá vội bỏ chạy xuống dưới nhưng đi đâu cho khỏi nắng bây giờ đã đến đây rồi thì xác định gọi điện chào tạm biệt gia đình lần cuối đám sát thủ do abra phái đến đều cỏ mọc xanh mộ nhưng anh còn chưa kịp thở thì từ cửa sau lại chạy vào vài trăm người bọn chúng đều cầm hàng nóng trong tay trông rất nguy hiểm có lẽ nam chính sắp bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ rồi nhưng đúng lúc này đám sát thủ lại đột nhiên vứt súng xuống rồi bỏ chạy toán loạn giống như là gặp phải một con quái thú vậy cảm giác áp bức bóp nghẹt nhanh chóng bao trùm cả tòa nhà khi chúng định rút lui trong sợ hãi thì một tiếng nổ khủng khiếp vang lên tiễn vài chục thằng đi bán muối hóa ra vi không chơi sáu nòng mà là chơi sáu chục nòng đạn rơi cửa phật vạn vật nằm im đứng trước gát linh gôn chúng sinh đều bình đẳng rất nhanh đám thợ săn đã bị con mồi bắn cho tan xương nát thịt kiểu này mang sẻng tới hốt chứ xác làm gì con kết quả là cả cái khách sạn năm sao bị nam chính biến thành bình địa sau khi giải quyết xong tất cả con quái vật này mới chịu bình tĩnh trở lại Vì dây định ngồi xuống ghế sofa chăm điếu thuốc cho nó ngầu ai ngờ abra giả ngỏm cầm súng bắn vào người anh mấy phát nhưng từng này chưa thấm vào đâu cả anh bị thương nặng từ từ đứng dậy sau đó dùng ánh mắt của tử thần nhìn chằm chằm vào đối phương cảm giác áp bức vô cùng lớn khiến cho abra sợ hãi chứng cút đánh lô tô nhưng chưa cần anh ra tay thì đồng đội đã tặng cho hắn vài viên kẹo đồng rồi Giờ phút này Abra chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống đất tiếp nhận phán quyết từ địa ngục. VJ tiến đến đút khẩu súng lục vào họng hắn và thế là kết thúc cuộc đời của một con người. Dám chọc giận gia đình anh thì cho dù có phải thiêu dụi cả thế giới, anh cũng bắt chúng phải trả giá. Nhưng sau trận chiến này, nam chính cũng bị trọng thương phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Khi VJ tỉnh dậy, bác sĩ nói cho anh một tin dữ, đó là anh đã bị mất vị giác và thính giác. Ngoài ra còn có một viên đạn bên trong trái tim chưa được lấy ra, đồng nghĩa với việc anh có thể bị ngỏm bất cứ lúc nào. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, bởi vì con chim sơn ca của anh bị ảnh hưởng nặng nề nên không thể một ngày 20 hiệp xếp hình nữa. Tuy nhiên cho dù cơ thể có bị thế nào thì Vijay sau khi về nhà vẫn lo lắng cho sự an toàn của bố mình. Theo tin tình báo, anh biết rằng vẫn còn nguy hiểm đang rình rập, nhưng ông bố lại nghĩ con trai bị nghiện chém người, cảm thấy anh không khác trước đây là mấy. Thì ra tên đại ca Abra còn có một người anh trai tên là Adam, hắn là một ông trùm mafia khét tiếng và tàn bạo hơn anh trai rất nhiều. Sau khi nghe tin Abra đã đi bán muối hắn liền điên cuồng hạ cả thuộc hạ của mình, thậm chí còn đè cô dâu của người khác ra hấp diêm. Cả hiện trường đều nín thở không ai dám ngăn cản, nhưng từng này vẫn chưa đủ với hắn. Adam còn gọi thêm bà muối vào trong để hành sự. Sau khi đã thỏa mãn cơn thú tính của mình, hắn cầm ạc xong thẳng đến bệnh viện bởi vì không biết ai khiến em trai đi ăn gà nên cứ gặp người nào là hắn hạ luôn người đó. Chỉ đến khi gặp bạn thân của Abra thì mới biết em trai mình bị thái tử của tập đoàn lớn nhất Ấn Độ hốt xác vừa nghe xong mặt Adam liền đổi sắc bởi vì hắn biết rằng người trong gia tộc này toàn là người điên. Ông nội của hắn từng bị tập đoàn này hạ như một con cờ hó. Muốn xóa sổ tập đoàn của tỷ phú Ban Bơ thì chỉ có thể tính đường dài. Trong lúc đó ở nhà vì sự cố lần trước mà con họa mi của anh đã ngừng hót. Nhưng cô vợ thì lại quá ngọt nước vì muốn con họa mi của chồng hót lại. Người vợ không ngần ngại kích thích con chim nhỏ thức dậy. Nhưng đời không như là mơ con họa mi vẫn im thiên thít. Anh em vì muốn vi dây mau chóng khỏi bệnh thì đã cho anh xem phim ếch. Cả đám đam cắm đầu vào xem cùng cho vui thì. Cô vợ của VJ xuất hiện và ném luôn cái laptop đi. VJ hỏi anh em tại sao vậy? What giờ hợi? Hay cắt mẹ nó đi anh em nhỉ? VJ đuổi theo người vợ để hỏi ra chuyện. Anh nói xối xả, con chim sơn ca của anh nó đang ngủ đông thui. Lần này nó ngủ đông hơi lâu, em cứ từ từ bình tĩnh. Nhưng cô vợ thì chả mấy quan tâm, không có thì thui tôi tự xử. Nhưng rất may, mà công nhận là gia đình nhà nam chính có máu điên thật. Sau khi phẫu thuật tin thành công, VJ bắt đầu ăn mừng cuộc sống mới, anh cởi chuồng thả rông đi bộ cả ngày. Đồng đội thì thay nhau bắn lên trời chúc mừng cậu em của nam chính đã hồi phục. Tuy nhiên, VJ vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi vì đối với một kẻ điên như anh thì mọi mối đe dọa hướng đến bố cũng đều phải bị tiêu diệt. Sáng hôm sau, VJ dẫn theo 500 anh em trí cốt xông thẳng vào sao huyệt của Adam, điên cuồng giúp kẻ địch chuyển sinh sang kiếp khác. Chẳng mấy chốc đám lính gác đều bị quét sạch, nhưng dù đã tìm mọi ngóc ngách cũng không thấy Adam ở đâu cả chỉ tìm thấy vài người phụ nữ bị hắn ta hấp diêm lúc trước nhưng vj không muốn hại người vô tội anh nổ súng xuống đất để tra hỏi tung tích về adam các cô gái vì sợ quá nên đã khai ra tất cả lúc này hắn ta đang ngồi trên chuyên cơ riêng chuẩn bị chim én ra nước ngoài nhưng ở đâu có ánh sáng mặt trời thì ở đó có nam chính máy bay còn chưa kịp cất cánh thì ba chiếc xe của vj đã xuất hiện chạy xung quanh biết không thể rời khỏi nên adam định xuống đánh một trận khô máu nhưng khi hắn ta bước xuống máy bay thì trước mặt là hàng chục khẩu súng máy tuy nhiên vj bảo đồng đội mau chóng cất súng đi bởi vì anh muốn dùng nắm đấm cho kẻ thù tâm phục khẩu phục. Cứ như thế, hai người bắt đầu cởi áo ra rồi lao vào nhau cho đổi chiêu thức. Với sức trẻ nam chính liên tục đi đường quyền vào ảnh đại diện của đối thủ. Nhưng Adam cũng không phải dạng vừa, hắn không hề hấn gì mà ngược lại còn phản công rất chất lượng. Đấm cho Vijay xịt cả si mõm, hai người đánh qua đánh lại không má nào chịu nhường mẹ nào. Tuy nhiên, nói về thực chiến thì Adam có vẻ nhìn hơn nam chính rất nhiều. Mặc dù bị hắn bón hành cho ăn ngập miệng nhưng anh nhất quyết không cần tới sự trợ giúp của đồng đội. Ngay lúc nguy cấp, VJ nghĩ đến cảnh bố bị ám sát, trong lòng anh bùng nổ lập tức thoát khỏi đòn hiểm của đối phương rồi phản công đấm Adam như con không nẻ. Cuối cùng sau 96, 69 hiệp do đấu Adam cũng thua cuộc, VJ quyết định tha mạng cho kẻ thù với điều kiện hắn ta không được làm hại đến gia đình của anh nữa. Tuy nhiên Adam lại kéo khóa quần xuống biểu hiện sự coi thường. Kết quả hắn nhanh chóng được nam chính tiễn đi gặp anh trai dưới suối vàng. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người.